Anh đẹp trai à, free nha. Ỉ, giỡn hoài chị hai, làm gì có đồ free. Có Shopee free, nhận free 250k ngay khi tại app Shopee. Shopee tặng bạn free 250k tại app Shopee nha. Nhận free 250k. Shopee. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với giải đấu AIC 2022. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến đầu tiên ở hai bảng đấu C và D, và vừa rồi cũng là những trận đấu đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là đại diện cuối cùng của Liên Quân Mobile Việt Nam ra quân, đó sẽ là trận đấu giữa hai đội tuyển là VGaming cùng với Mẹ Team. Một lần nữa thì chúng tôi xin hân hạnh gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Shopee đã đồng hành cùng với giải đấu AIC 2022. Các bạn hãy nhớ mua rẻ hơn tại Shopee. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất hân hạnh cảm ơn siêu nền tảng Buya, nền tảng được phát triển trực tiếp bởi Ghana với rất nhiều hoạt động thú vị cũng như là livestream game chơi có đội quẩy có hội cùng Buya. Và ngày hôm nay thì lịch thi đấu của VGaming sẽ lần lượt là 3 trận thi đấu. Trận thi đấu đầu tiên họ sẽ phải đối đầu với một đại diện khá mạnh đến từ Đài Bắc Trung Hoa, đó là Mẹ Team. Mặc dù Mẹ Team ở thời điểm hiện tại không còn là một Mẹ Team của ngày xưa, nhưng thi đấu quốc tế thì Mẹ Team vẫn là một cái gì đấy mà khiến cho người ta cần phải e sợ. Và trận thi đấu thứ hai của VGaming sẽ đối đầu với một đối thủ nhạy kế hơn, đó là đội tuyển Nexria và đội tuyển thứ 3. Chạy tại trận thi đấu cuối ngày thì VGaming sẽ phải đối đầu với Bacon Time, một đội tuyển có thể nói rằng là đang có rất nhiều những sự mong chờ đến từ khán giả Việt Nam. Có lẽ rằng cái sự mong chờ đến từ khán giả Việt Nam tại Bacon Time có lẽ là đến từ anh chàng Marky. Tôi thì có để ý một chút anh Dũng ạ, đó là khán giả Việt Nam thì rất thích những đội tuyển nào có nhiều thần đồng. Đấy, và Marky là một trong những đội tuyển như thế. Sài Gòn Phantom đến từ khu vực Việt Nam chúng ta cũng là một đội tuyển mà các khán giả rất thích bởi vì họ sở hữu rất nhiều thần đồng. Thái Lan thì chúng ta có đội tuyển Bacon Time. Đài Bắc Trung Hoa thì chúng ta có đội tuyển MOP, rồi thì là Bikertopia. Được cái là bên phía Đài Bắc Trung Hoa thì cái số lượng những cái thành viên trẻ tuổi họ được chia ra là khá nhiều đội. Đấy, có những bạn rất trẻ mới chỉ 18 tuổi thôi, hay thậm chí là có một người chơi đó là NK, những chàng này thậm chí là còn nhỏ tuổi nhất đến từ bên phía của GCS. Tức là cái đội tuyển nào mà có nhiều thần đồng thì khán giả Việt Nam chúng ta rất quan tâm. Thế nhưng ở khu vực đường giữa thì có vẻ như là GCS đang hơi thiếu vắng những thần đồng, khi mà Star, một cựu binh, cũng đã được gọi quay trở lại trong màu áo của Mẹ Team tại hành trình của AIC 2022. Và Star sẽ sát cánh cùng 0322, Cucu, Zen và Kawai trong đội hình của đội tuyển Mẹ Team. Như vậy là so với bảng đấu AIC 2021, nơi mà VGaming cùng với Mẹ Team cũng đã gặp nhau, và ở năm ngoái thì VGaming cũng đã vượt qua được Mẹ Team, thì Mẹ Team có hai sự thay đổi. Thứ nhất là Du Dông giờ đây thì đã không còn thi đấu ở đường Tà Thần Seiza nữa mà là Kawai, và thứ hai là ở đường giữa không phải là Bobo mà là Star. Còn đội hình của VGaming thì không có sự thay đổi nào so với một hành trình mà chắc hẳn đến thời điểm này vẫn rất nhiều khán giả Việt Nam còn nhớ về một chuỗi hơn 20 chiến thắng liên tiếp của VGaming tại AIC 2021. Và họ chỉ chịu dừng bước ở trong trận chung kết trước nhà đương kim vô địch là Buram United Esports mà thôi. Nhưng ở mùa giải năm nay thì Buram United Esports lại không được tham dự. Và như vậy thì tính đến thời điểm này, VGaming đang là đội tuyển có vị thế cao nhất tại AIC còn đang thi đấu ở AIC 2022. Đúng là nếu theo tính chất bắc cầu thì hiện tại VGaming đang là đội tuyển có thành tích cao nhất tại giải đấu quốc tế gần nhất của chúng ta. Đây vẫn sẽ là năm cái tên vô cùng quen thuộc: Han, Hoàng TD, Quang Hải, Bird LB và người chơi đường giữa đó là Maris. Và đúng như những gì anh Dũng nói thì hiện tại chúng ta có cảm giác rằng khu vực GCS đang không sản sinh ra được những người chơi đường giữa quá hay. Bên phía mặt team họ không lựa chọn những game thủ có số tuổi nhỏ như là 2K3, 2K4 mà họ lại quyết định lựa chọn một cựu binh, đó là Star, một người chơi mà cùng thời với PSMan luôn đấy, cùng thời với tôi luôn đấy. Và có thể coi Star là một Xuân Bách của Đài Bắc Trung Hoa, khi mà Star cũng lên ngôi vô địch thế giới rồi, anh ta cũng có rất nhiều những thành tích quốc nội cũng như quốc tế. Và hãy cùng chờ đón được màn trở lại này của Star trong một trận thi đấu mà anh ta, trong một giải thi đấu mà anh ta sẽ thi đấu ở cục đường giữa, đối nghịch với anh ta đó là Xuân Bách. Thì Xuân Bách bây giờ thì lại chơi trợ thủ mất rồi, chúng ta cũng sẽ không được còn thấy cái kèo
Xuân Bách đối đầu với Star nữa. Nhưng trước khi để cho Mad Team có thể đối đầu với Team Flash tại những vòng thi đấu tiếp theo thì họ cần phải vượt qua VGaming, nơi mà Star sẽ phải đối đầu với một ngôi sao rất sang đến từ khu vực Việt Nam, đó là Maris. Ở trong cuộc đối đầu giữa Mad Team cùng với VGaming ở vòng bảng năm ngoái thì Maris cũng đã có một trận đấu rất hay, đặc biệt là game 2 cầm Wonder Woman khi đối đầu với Bobo của đội tuyển Mad Team. Và ở mùa giải năm nay thì Star cũng sẽ là một thử thách đầy thú vị dành cho một tuyển thủ như là Maris, khi mà Star chắc hẳn là sở hữu rất nhiều kinh nghiệm và điều đó cũng có thể bổ sung thêm sức mạnh dành cho Mad Team ở mùa giải năm nay so với mùa giải năm ngoái. Tại giải đấu GCS mùa xuân năm 2022 vừa rồi thì Mad Team là đội tuyển đã thống trị ở giai đoạn vòng bảng. Thế nhưng với những sự chuyển biến về mặt meta thì tôi thấy rằng là những bài đánh của Mad Team đến giai đoạn playoff đã bị các đội tuyển khác như là One Team, như là Bikertopia Esports bắt bài, và qua đó thì họ không có được một cái thành tích cao nhất tại giải đấu quốc nội. Nhưng ra quốc tế thì Mad Team vẫn luôn luôn là một cái tên đáng chú ý. Chỉ có điều là khi mà Mad Team không còn Nain thì người ta cũng đặt ra dấu hỏi rằng là liệu khi thiếu vắng Nain như vậy ở AIC 2021 đã không thành công thì ở AIC 2022 có thành công hay không? Thì câu trả lời đó sẽ cần phải được các tuyển thủ của Mad Team cũng như là ban huấn luyện của họ đưa ra. Và lần này thì chắc hẳn là họ cũng muốn trả món nợ đã vay trước VGaming ở bảng tử thần của nửa năm về trước, khi chính VGaming cũng là một tác nhân khiến cho Mad Team phải ra về từ vòng bảng. Khi mà ở bảng đấu đó thì VGaming cũng rơi vào bảng đấu tử thần ở cùng với Mad Team và Talon, nhưng rồi thì chính họ mới là tử thần. Họ thắng hết tất cả để đứng đầu bảng. Và ở giải năm nay, một lần nữa khi VGaming lại rơi vào một bảng đấu mà người ta gọi là tử thần, thì chúng ta hy vọng rằng là những cánh chim vàng đen sẽ lại một lần nữa đem về những sự ngọt ngào giống như cái cách mà họ cũng đã từng làm được ở mùa giải năm ngoái. Và cái trách nhiệm và gánh nặng đến từ đội tuyển Mad Team mà Dean đã để lại chắc chắn nó sẽ thuộc về 0322, người chơi mà trong rất nhiều mùa giải chúng ta đều đưa ra được đây sẽ là key player ở trong tất cả các giải đấu quốc tế, sẽ là người chơi nổi bật nhất đến từ bên phía của đội tuyển Mad Team. Phần cấm vào chọn chúng ta cũng đã diễn ra khá là nhanh, các đội tuyển lựa chọn các vị tướng cũng không quá lâu. Các bạn khán giả thân mến, bởi vì đây chỉ là một ván thi đấu BO1 và nó cũng không quá quyết định được nhiều điều ở giai đoạn vòng bảng, giai đoạn đầu tiên. Một đội tuyển yếu nhất đó là Nexria thì tôi nghĩ rằng là các đội tuyển sẽ đặt mục tiêu là chiến thắng thôi. Ở trận thi đấu đó thì họ mới tung ra cho mình những con bài mạnh nhất và những bài đánh nó là tủ nhất. Còn ở trong các trận thi đấu BO1 như thế này thì tôi nghĩ rằng đâu đó vẫn sẽ có phần giấu bài đến từ các đội tuyển. Họ cũng sẽ chỉ lựa chọn một hình một cách bình thường. Chúng ta cũng sẽ không thấy được những phần cấm chọn quá đặc sắc đến từ hai bên, khi mà Omen, Elsu là những lượt cấm đến từ Mad Team. Còn với VGaming đó là Aya và Lorion. Chúng ta nhìn rất là cơ bản, ai cũng có thể đoán ra. Bởi vì hiện tại đây chỉ là một vòng thi đấu, tôi nghĩ rằng là tập dượt đến từ các đội tuyển lớn. Có Joker, Chrissy, Zuka dành cho VGaming. Còn với bên phía đội tuyển Mad Team, Iggy, Nakroth và Bandung. Rõ ràng cả 6 vị tướng được lựa chọn đầu tiên đến từ Mad Team và VGaming đều là những vị tướng đánh nhau rất mạnh ở trong giai đoạn đầu, có rất nhiều sát thương và họ hướng tới một trận thi đấu có nhiều kỹ năng, sâu kỹ năng và dằn mặt cho đối phương trước những vòng thi đấu quan trọng như là giai đoạn vòng bảng thứ hai và các vòng thi đấu tứ kết bán kết. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là VGaming cũng sẽ làm nóng máy ở trong ngày hôm nay để đến giai đoạn vòng bảng tiếp theo thì có thể thi đấu sống mái và giành được một tấm vé đi tiếp ở trong bảng đấu mà chúng ta sở hữu 3 đội tuyển ở 3 khu vực Liên Quân Mobile mạnh, và cũng sẽ có những sự thăm dò nhất định ở trong game thi đấu này. Và Zuka sẽ là vị tướng được lựa chọn đầu tiên bên cạnh QC dành cho VGaming. Những người chơi sở trường vị tướng Zuka thì phải nói rằng là đây đang là thời của họ. Khi mà Zuka ở tại AIC 2022 thì chúng ta thấy ngay từ những game đấu đầu tiên liên tục xuất hiện rất sớm và gần như là một vị tướng được tranh chấp bởi cả hai bên. Nếu như đội xanh không lấy thì đây chúng ta thấy rằng là đội đỏ lấy ngay, và Zuka thậm chí còn có thể là lấy sớm và không ngại bất kỳ một counter nào ở thời điểm này. Đúng là như vậy, khi mà Zuka có thể đi được rừng hoặc là đi ở đường tà thần Seiza. Đi ở đường tà thần Seiza thì Zuka sẽ là một vị tướng đối đầu khá ổn với những vị tướng mạnh nhất ở đường Seiza như là Florentino này, Irie này hay là Yena, thì Zuka đều đi được cả. Chắc là chỉ có kèo Quy đối đầu với Zuka thì Zuka sẽ hơi khổ một chút, nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi. Khi mà Zuka đã có đao trì hồn thì thậm chí là solo kill Quy luôn không thành vấn đề. Còn với một Zuka đi rừng ở thời điểm hiện tại, lối lên đồ sẽ là dìu Leviathan, sau đó mới là những món trang bị sát thương. Nó khiến cho con bài này tôi có cảm giác nó vừa trâu nó vừa khỏe. Tức là con bài này đang hơi lỗi một chút về mặt sát thương, bởi vì bạn lên cho mình những trang bị chống chịu vẫn có sát thương đến từ vị trí của Zuka. Đây lại là một vị tướng đi rừng mà cũng không quá quan trọng cái tốc biến. Một vài vị tướng đi rừng khác cũng rất mạnh, cũng clear rừng rất nhanh, cũng có lượng sát thương rất lớn, như là Quy đi rừng hay Yena đi rừng, nhưng nó lại không có được sự cơ động như Zuka. Đó là lý do tại sao mà ở thời điểm hiện tại thì các đội tuyển nhắm tới con bài Zuka này là rất nhiều, và họ cũng không ngần ngại đem vị tướng này vào trong những trận thi đấu đầu tiên. VGaming rất nhiều những vị tướng rất mạnh,
Ryoma đã được nhá hàng dành cho vị trí của Bird LB. Tôi nghĩ rằng là Bird LB sẽ có được cho mình con bài Ryoma để có thể đối đầu với Yena. Sẽ là một kèo thi đấu kỹ năng rất nhiều đến từ cả hai bên. Các vị tướng đều rất cơ bản, rất dễ nhìn và rất dễ chơi. Cũng không phải là những vị tướng quá khó đánh so với trình độ của các tuyển thủ ở thời điểm hiện tại. Những vị tướng trong đội hình của cả hai bên đều sở hữu được độ cơ động cao, độ chiến đấu rất lớn ở trong giai đoạn đầu. Và đúng như những gì mà PSMan chia sẻ thì rất có thể là cả hai bên cũng sẽ không ngại va chạm ở trong giai đoạn đầu. Một lần nữa thì con bài 2AT lại được đặt vào trong tay của 0322. Đây có lẽ là vị tướng mà 0322 cũng đã tạo ra rất nhiều sự ám ảnh đối với các đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam tại kỳ AIC 2020, nơi mà Mad Team cũng đã lên ngôi dưới thời của huấn luyện viên VN. Huấn luyện viên hiện tại đang dẫn dắt Team Flash. Đội hình của cả hai bên đã hoàn thiện và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào game thi đấu đầu tiên của VGaming tại AIC 2022 này, và cùng chúc cho đại diện đang là đương kim á quân của AIC có thể thay đổi được thành tích của mình tại mùa giải năm nay cùng với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Chúng ta vẫn còn nhớ đó là chuỗi chiến thắng hơn 20 trận chiến thắng liên tiếp đến từ VGaming, và mãi phải đến trận chung kết thì đội tuyển VGaming của Việt Nam mới bị shut down bởi Buriram United. Đó vẫn thực sự là một kỷ niệm hơi buồn dành cho đại diện những cánh chim vàng đen đến từ phương Nam. Và bây giờ thì họ lại bước tới một giải đấu quốc tế tiếp theo. Cơ hội để đội tuyển VGaming lặp lại một chuỗi đó vẫn còn. Tôi có cảm giác rằng là khi mà VGaming tiến tới đấu trường quốc tế thì họ phù hợp hơn với những đội tuyển đến từ Đài Bắc Trung Hoa hay Thái Lan. Tức là cái cách đánh của đội tuyển VGaming có cái gì đó nó giống với cả Thái Lan với cả Đài Bắc Trung Hoa. Họ mang thị trường kỹ năng họ cũng có, nhưng họ lại rất quan trọng việc kiểm soát. Họ rất quan trọng cái việc là đấu cái lượng tiền so với đối phương. Bạn thích chơi kiểm soát, tôi chơi kiểm soát. Bạn thích chơi kỹ năng thì tôi đấu kỹ năng. Tức là VGaming họ cũng xoay theo đối phương rất là nhanh. Họ cũng không ngần ngại bất cứ một cái việc gì cả. Và đối đầu với Mad Team, một đội tuyển mà tôi đánh giá rằng là VGaming hoàn toàn có thể có được cho mình cái chiến thắng, thì với một đội hình mạnh mẽ như thế này, hoàn toàn VGaming có thể có được cho mình những lợi thế đầu tiên, và đặc biệt là điểm số đầu tiên. Chỉ cần có một chiến thắng thôi thì chắc chắn VGaming sẽ có mặt trong vòng bảng giai đoạn thứ hai, nơi mà sẽ còn lại ba đội tuyển. Có lẽ là tôi cũng sẽ đưa ra một vài dự đoán cho mình, đó sẽ là VGaming, Mad Team và Bacon Thắng. Còn bây giờ thì đang là những bước di chuyển đầu tiên của VGaming cùng với Mad Team, hai trong số ba cái tên mà PSMan vừa đưa ra dự đoán của mình. Gen sẽ khởi động ở con bùa xanh, quá quen thuộc đối với một người chơi Nakroth mà thôi. Nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ Yena, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Yena của Kawai sẽ chấp nhận đi sau so với Ryoma của Bird LB ở trong turn lính đầu tiên ở khu vực đường tà thần Seiza. Và như vậy thì một chút ưu thế thuộc về Bird LB, nhưng ngược lại thì ở khu vực cánh rồng, Hoàng TD với việc chỉ có một mình nên đã đành phải bỏ lại con chim đầu tiên dành cho 2AT của 0322 rồi. Khá bất ngờ khi Hoàng TD ở trong ván thi đấu này lại sử dụng cho mình phù hiệu luyện kim. Thường thì Joker sẽ sử dụng cho mình những phù hiệu có khả năng gây sát thương để có thể cấu máu trực tiếp và thắng đường. Nhưng trận thi đấu này thì Hoàng TD muốn cầm cho mình một cái luyện kim. Có lẽ rằng việc mà Hoàng TD tự tin vào những cú đùa sốc có thể cấu máu cũng như là lấy được cho mình một lượng tiền trước 0322. 0322 ván thi đấu này cầm Du Hiệp, một phù hiệu quen thuộc với con bài 2AT để có khả năng cấu máu. Nhưng rõ ràng ở trong giai đoạn đầu thì 0322 không có cửa so với cả Hoàng TD. Đường trên thì sẽ là một cái kèo mà Bird LB sẽ là một kèo kỹ năng với Kawai. Kawai cũng là một người chơi rất quái, và ở trong trận thi đấu này thì chúng ta sẽ được xem cái tên nào sẽ có một cái đầu quái hơn, có kỹ năng tốt hơn với một kèo nặng về tính trao đổi chiêu thức. Đây là Maris cùng với Quang Hải. Cả Maris cũng như Quang Hải cũng đã gần đạt được cho mình đó là cấp độ 4. Còn ở khu vực đường dưới thì có vẻ như là với sự hỗ trợ đến từ Cucu thì 0322 đang được đẩy đường trước và Cucu có quyền di chuyển trước hàng. Đây là tình huống mà Mad Team đang là đội tuyển tập trung lại khá đông ở trước cửa hang rồng, và họ đang thể hiện sự chủ động của mình ở trong 2 phút thi đấu đầu tiên. VGaming chủ động đánh cầm chừng, nhưng tại hang rồng lần này thì họ có 5 người và họ đang chiếm lại thế chủ động với việc Han bắt đầu tiến vào giải quyết rồng là rất nhanh đến từ Quang Hải và những người đồng đội. Trong khi đó ở cánh trên, Kawai ăn Seiza một mình và cũng không mất quá nhiều công sức để người đi đường tà thần Seiza của Mad Team có thể quân bình lại được lợi thế về mặt kiểm soát dành cho đội tuyển của mình. Nhưng với luyện kim thì VGaming đang dẫn trước đối phương khoảng 400 tiền. Lúc nãy thì nó là 400 tiền, nhưng sau khi ăn được xong cho mình tơ lính đường trên, chắc chắn con số đấy nó sẽ có được trở lại đến từ bên phía đội tuyển VGaming. Luyện kim giúp cho Hoàng TD có lượng tiền lớn hơn so với 0322, và cũng phải nói rằng cái khả năng đẩy đường đến từ bên phía đội tuyển VGaming cũng đang là tốt hơn. Đứng dình dập 4 người, thậm chí là 5 người đến từ Mad Team. Họ đang muốn bắt vào Maris trước đó đã bị một tình huống gank và anh ta mất tốc biến. Với việc thông tin là không có tốc biến đến từ Maris thì Mad Team cũng đang tổ chức những tình huống muốn trao đổi chiêu thức hoặc là đánh nhau luôn tại khu vực này. Nhưng VGaming cũng rất tỉnh, họ biết họ có gì, họ biết
số lượng người của Mad Team có là bao nhiêu. Và bây giờ thì VGaming cũng sẽ an toàn với phần rừng của mình dành cho Quang Hải thôi, cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn dành cho đại diện đến từ Việt Nam. Star không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ cho khán giả thấy vì sao anh ấy đã từng là một trong số những người đi đường giữa xuất sắc hàng đầu của thế giới, nhà vô địch của AIC năm 2018 trong game thi đấu đầu tiên của mình trước NextUA, cũng là một trong số những nhân tố chính với con bài Lorion. Và ở game thi đấu này với XG thì vừa rồi Star cũng đã đẩy được Maris về với khả năng cấu rỉa của mình, cũng như là ở bờ sông thì chúng ta thấy một phần là do sự lựa chọn của VGaming khi họ chủ động đánh lùi phòng ngự phản công, nhưng phần khác cũng đến từ việc mà bên phía Mad Team cũng đang rất tự tin khi họ đang là đội tuyển có tầm nhìn ở cả hai bên bờ sông. Tức là Han đang chưa có thể di chuyển được để có thể lấy tầm nhìn dành cho vị trí của Maris. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có thể nhìn thấy là Mad Team đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, thuộc về họ hoàn toàn ở khu vực bờ sông cũng như là khu vực gần hang rồng. Đây là cú tổng biến đến từ Hoàng TD, có lòng toán đến từ Hàn, nhưng những chiêu thức đến từ VGaming tạm thời nó không chính xác và mất đi cho mình một vài những chiêu thức quan trọng. Tôi nghĩ rằng là VGaming ở thời điểm này họ nên lùi về, họ nên kiểm soát lại. Khi đã đẩy lùi được đối phương một đoạn là rất xa, Hàn sẽ cần phải có những tình huống đứng cao hơn để có thể có tầm nhìn dành cho Maris. Maris thì sắp hồi lại tốc biến, đó sẽ là một tín hiệu vui dành cho người đi đường giữa của đội tuyển VGaming. Chúng ta sẽ đỡ có những cái tình huống mà phải đứng lùi sâu và đánh trong một cái thế hơi chịu thua thiệt trước Star bên phía bên kia. Gen cùng với Star sẽ cố gắng đẩy nhanh. Đương nhiên phần còn lại thì Quang Hải với Maris cũng làm như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đấy, nếu như muốn chơi kiểm soát thì chúng tôi cũng sẽ chơi kiểm soát. VGaming nói thẳng với Mad Team một điều là như vậy, những chiêu thức được tung ra, nhưng rõ ràng cả hai bên họ đánh rất cẩn thận đúng không? Họ thấy chiêu thức trượt là họ ngay lập tức họ lùi về, họ cũng không muốn lao lên nữa. Đúng là sự dè chừng đã đến từ cả VGaming lẫn Mad Team ở trong khoảng 5 phút thi đấu đầu tiên của trận thi đấu này, khi mà VGaming chủ động đánh lùi khá sâu, còn Mad Team thì họ cũng không quá hổ báo trong việc lấn sân vào phần rừng của đội tuyển Liên Quân Mobile đến từ khu vực AOG Việt Nam. 0x2 vẫn đang khá thoải mái với thế farm của mình, và lượng tiền mà Mad Team sở hữu thì 0x2 cũng đang là người có được nhiều tiền nhất, chứ không phải là người đi rừng gen. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy là xu hướng chia tài nguyên dồn cho 2AT của 0x2 đã đến từ rất sớm đối với Mad Team ở trong ván thi đấu này. Còn đối với đội tuyển VGaming thì Quang Hải cũng vẫn đang được dồn nhiều tài nguyên, bởi vì Zuka cũng là một vị tướng rất cần đồ để có thể phát huy được sức mạnh của mình. Nhưng có thể đây sẽ là con rồng ánh sáng mà cả hai bên tranh chấp rất mạnh mẽ. Đây là cú lồng toái đến từ vị trí của Hàn, nhưng có chiều cuối từ vị trí của Gen, và Mad Team họ lại lùi về. Rất khó chịu đến từ Mad Team, họ quyết định là sẽ không muốn giao tranh với bên phía của VGaming trong những tình huống kiểu như vậy. Họ đã dồn chiêu thức toàn bộ vào con rồng ánh sáng, họ không cảm thấy rằng mình sẽ có lợi thế và ngay lập tức lùi về sau những tình huống sử dụng chiêu thức đến từ VGaming. Và vẫn đang là một tỷ số không đều của cả hai bên ở phút thứ 6. Một thời điểm mà trong các trận đấu bình thường thì chúng ta với một đội hình mạnh mẽ như thế này thì có lẽ là đã có những điểm hạ gục rồi. Nhưng hai bên đang chơi một cái lối chơi rất chậm, rất kiểm soát. Và về phần kiểm soát này, Mad Team có vẻ như là đang vượt trội hơn. Họ đã có lượng tiền là lớn hơn. Một tình huống tấn công đường trên dành cho Kawai, nhưng rõ ràng lượng sát thương ở điểm hiện tại của Việt Nam vẫn là chưa đủ để có thể lấy đi cái mạng của Burnaby trong đó đường dưới. Thì những tình huống sức ép liên tục đến từ Star đã khiến cho VGaming mất đi cho mình đó là cái trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới. Mặc dù cầm kèo Joker, cầm luyện kim đi với 2AT, nhưng với việc thường xuyên thiếu quân số khi mà đối phương dồn đông người xuống thì Hoàng TD cũng đã để mất đi cái trụ đầu tiên ở khu vực cánh rồng rồi. Và đúng là đội tuyển Mad Team đã có được một chút ưu thế nhỏ so với VGaming ở trong giai đoạn đầu, khi mà ở turn bùa thứ hai thì họ ăn được rồng và ngăn cản cho VGaming không đổi được Caesar. Và vừa rồi thì cũng là cái trụ đầu tiên đã được lấy đi rồi. Nhưng đối với VGaming thì với một lượng tiền như thế này được bù đắp bởi luyện kim của Hoàng TD không thua thiệt quá nhiều so với đối phương, thì đây vẫn là một thế trận hoàn toàn nằm trong tính toán của họ. Nhưng bây giờ thì khi mà bớt Gabi được cử xuống khu vực đường dưới sẽ là một cái thế trận khá khó cho anh chàng này. Ryoma không phải là một vị tướng quá cơ động để có thể đào thoát bởi những cú ganh đến từ Yena và Nakroth, cho nên bây giờ những tình huống đẩy đường đến từ vị trí của Bird Abbey sẽ phải rất cẩn thận. Nhưng có vẻ như Mad Team họ đang muốn dồn cả 5 người lên cùng đường trên. Maris đang bắt lại bởi Star, với đó là chiến công đầu dành cho người đi đường giữa của Mad Team. Đó là tình huống minh họa rõ ràng nhất cho độ tinh quái của Kawai, người đi đường tà thần Caesar của Mad Team. Và Yena cũng là chất tướng sở trường của người chơi này. Một tình huống đứng ở trong bụi bùa đỏ để bắt đường lên của Maris rất hay. Và người đi đường giữa của đội tuyển VGaming đã bị bắt bài ở trong tình huống di chuyển vừa rồi. Và như vậy thì lợi thế ở cánh trên sẽ tiếp tục thuộc về 0x2 và những người đồng đội khi Gen xuất hiện ở đây với Nakroth. Và Star cũng lên rất nhanh với XG, sẽ là 4-2 và bộ đôi Han cùng với Hoàng TD chấp nhận bỏ đi cái trụ này rồi. Cảm giác như trận thi đấu này Han đang có những muốn di chuyển hơi tù. Anh ấy đứng cùng với Hoàng TD là rất nhiều, và việc mà Kawai xâm nhập được vào phần rừng bùa đỏ của VGaming nó tạo ra một cái hậu quả cho VGaming, đó là việc Maris đã phải lên bảng điểm số. Đường ở khu vực đường dưới thì Birdie lại không dám đẩy cao, anh ta không có tầm nhìn của Kawai,
và Kawhi thoải mái di chuyển như thế này thì sẽ là một thế trận rất khó đánh dành cho bên phía của Vgaming. Han đang có những tình huống muốn trao đổi chiến thức với Kuku, nhưng rõ ràng với lợi thế về hai trụ cánh thì Mad Team họ đang đẩy rất sâu vào phần rừng của đội tuyển Vgaming. Kawhi đang có một góc ứng rất đẹp tại hang màu xanh. Thông tin nhiều quá thế này thì hơi khó cho Vgaming trong một thế trận kiểm soát khi đối phương có quá nhiều thông tin. Rõ ràng là Vgaming không có cửa để có thể đánh ra. Và con tà thần xe ra tiếp theo dành cho bên phía của Mad Team đánh như thế này thì tôi không thấy cửa dành cho Vgaming có thể ăn được cho mình những mục tiêu lớn. Và có lẽ là bên phía của Mad Team họ cũng sẽ kiểm soát luôn khu vực hang rồng ánh sáng, nơi mà có sự trấn thủ đến từ vị trí của Kawhi. Tầm này bớt LB ra đối đầu tay đôi với Kawhi, tôi nghĩ rằng là sẽ khó dành cho chàng trai sinh năm 2001 đến từ đại diện Việt Nam. Hoàng TD đang khá thấp máu nhưng vẫn đang ở lại cùng với Han và những người đồng đội và sẽ bị giam lại trong địa giam hay chăng? Đây câu trả lời là không, với cái tốc biến để có thể bỏ thoát. Tuy nhiên thì đó lại là một khu địa giam ép góc quá tuyệt vời của Kuku để cho Mad Team thoải mái lấy trụ hai ở cánh trên. Và rồi thì cái trụ đường giữa đang được các thành viên bên phía Mad Team lấy như là vốn dĩ nó thuộc về họ vậy, khi không có ai của bên phía đội tuyển Vgaming ngăn cản cả. Vgaming đang chủ động lùi sâu sau khi để đánh mất đi thế trận ở trong giai đoạn giữa game. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những bước phòng ngự phản công của Vgaming xem là họ đánh như thế nào với một đội hình cũng không phải là quá mạnh ở trong giai đoạn late game. Nhưng đang rất khó với việc Xg trong tay của chúng ta đang có những cú hỏa bạo là rất đau. Đây là khu đường dưới muốn giao tranh đến từ vị trí của Quang Hải. Quang Hải bật cho mình quả cướp băng sương nhưng ngay bị bốc lại bởi Kuku. Và chiến công dành cho Zen. Bây giờ thì khá khó dành cho Vgaming để có thể phản công rồi. Một thế trận với một chất tướng như là Xg và những vị tướng có khả năng đánh nhau rất mạnh như là Adun thì khó cho Vgaming để có thể lao ra. Họ liên tiếp mất cho mình những cây trụ. Vgaming đang không có sức bật ở trong ván thi đấu này. Đội hình của Vgaming cũng là một đội hình pick theo lối chơi di chuyển kiểm soát, và khi bị dồn về một thế phòng ngự như thế này, đây cũng không phải là một đội hình giao tranh tổng quá mạnh cũng như là có nhiều cơ sở để đánh ngược từ trong nhà ra, và điều đó đang khiến cho Mad Team quá dễ dàng trong việc khai thác đi kể cả là những cái trụ đường lính siêu cấp. Khi mà Vgaming nhận trụ đường lính siêu cấp đầu tiên trước phút thứ 10 đang muốn đánh ngược trở ra, nhưng Bird LB là không có sát thương vào thời điểm này cùng với Ryoma. Một Ryoma cũng đã gặp phải những sự bất lợi nhất định ở trong quá trình đi đường. Và tỷ số chỉ là 2-0, lượng tiền cũng không phải là giãn cách quá nhiều, nhưng đã có đường lính siêu cấp và một thế trận là rất thuận lợi dành cho bên phía của đội tuyển Mad Team. Được cái là bằng một cách nào đó, dù đánh với đội quốc nội hay là quốc tế, Vgaming thua thế rất nhiều, nhưng tiền thì họ vẫn ở một mức mà chúng ta nghĩ rằng là có thể bật ngược lại được. Ít ra là khi thua khoảng 3.000 tiền như thế này, đánh một pha giao tranh mà nếu như đối phương có sai sót thì vẫn có cơ hội. Nhưng đây so với tôi vẫn là một màn trình diễn chưa thuyết phục đến từ Vgaming. Họ đang mắc những sai lầm và họ đang không kiểm soát tốt hơn so với bên phía của Mad Team. Mad Team đang dẫn một lượng tiền khoảng hơn 3.000 tiền ở phút thứ 10. Không phải là một con số tiền quá lớn, nhưng đội hình của Vgaming thì cũng không phải là một đội hình quá mạnh ở trong giai đoạn cuối trận. Ta có Joker, Vgaming có Ryoma, có Chrissy, những vị tướng sẽ đánh rất khỏe giai đoạn đầu và giữa trận, không phải là giai đoạn cuối trận. Trong khi đấu đối phương thì lại có 2 AT, một trong những vị tướng có thể bào tanh rất tốt ở giai đoạn cuối khi vị tướng này có được cho mình nhiều trang bị, và thậm chí là 2 AT trong tay của 072 đang hướng tới luôn cho mình, đó là cái giáp hồi sinh. Anh ta lên đồ theo cái phong cách đó là bỏ qua cái thanh kiếm, anh ta quyết định là bỏ qua thanh kiếm lên cho mình thêm một phi tiêu để gia tăng tối đa lượng tốc độ đánh dành cho con bài 2 AT với 8.600 tiền. Và với một lượng trang bị rẻ như thế này, 072 đã gần full đồ rồi. Khi mà 072 có cho mình cái giáp hồi sinh, tôi không nghĩ ra cái cách nào để Vgaming có thể dồn sát thương vào 072 cả. Một tên lính đẩy đường trên là rất cao đến từ Zen, và áp lực vẫn đang là rất lớn đến từ đại diện của Đài Bắc Trung Hoa. Họ sẽ tấn công cùng với tên lính này ở khu vực đường giữa. Cấu máu trụ đó là quyết định được đưa ra bởi Zen, nhưng bên phía Vgaming vẫn đang bình tĩnh phòng ngự, nhưng chỉ có điều là sóng lính nó vẫn đang được tuôn trào liên tục vào phía phần sân nhà của đội tuyển Vgaming. Giờ này thì có lẽ là cần phải hy vọng Vgaming có một tình huống phản công xuất sắc, mà trong tình huống ấy thì cũng trầm trọng lực của Zuka nằm trong tay của Quang Hải sẽ phải tìm đến được một địa chỉ thực sự là chất lượng. Đó có thể sẽ là 0-3-2 nếu như thật tuyệt vời mà và chúng ta bắt được 2 AT ở 0-3-2, nhưng đó cũng là một kịch bản hơi khó bởi 0-3-2 có được cho mình thanh tẩy lẫn độ cơ động của 2 AT. XG có lẽ sẽ là một con bài phù hợp để có thể bắt lại. Tuy nhiên thì Star vẫn đang thi đấu rất hay khi chưa phải nằm xuống một lần nào. Còn ở bên phía của Vgaming thì Maris cũng đã bị bắt lại một lần rồi. Và nên nhớ rằng là XG trong tay của Star vẫn còn cho mình quả cầu băng xương. Nếu như chúng ta quá cố dướn thì có thể bị outplay đến từ quả cầu băng xương trong tay của Star. Bây giờ thì bên phía đội tuyển Mad Team đang chơi một cái thế trận giữ lính rất khó chịu rồi. Đây sẽ là một thế quen thuộc. Nếu như đội tuyển Vgaming không muốn tràn ra, họ đang đi co cụm lại với nhau. Và để tránh cái việc bị co cụm như thế này thì Mad Team sẽ đẩy theo cái phong cách đó là 1-2-2. Khi mà một vị trí đẩy là tốt, đó là Nacro sẽ ở khu vực đường tà thần xê ra. Hai người còn lại ở khu vực đường giữa và hai người còn lại ở khu vực đường dưới. Với việc cặp hai cặp đôi ở đường giữa và đường dưới sẽ có những tình huống cân lính, có những tình huống cân lính để có thể đẩy cùng vào một lúc.
Như vậy thì Vgaming sẽ rất khó để phòng thủ. Bắt đầu đẩy lính lên rồi. Chúng ta có thể thấy lính lên là quá đều đến từ mẹ team. Cú hỏa bạo đầu tiên mất rất nhiều máu của Hoàng TD và tiếp tục sẽ là trụ thêm siêu cấp dành cho bên phía của mẹ team một cách rất đơn giản thôi. Hai đường lính siêu cấp ở phút thi đấu thứ 13, họ đang làm mọi thứ một cách rất nhịp nhàng và bài bản. Sẽ có thêm tơ lính ở đường dưới và chắc chắn là họ sẽ quyết tâm lấy ba đường ở trước phút thi đấu thứ 15. Vgaming đã mất ba đường, họ đánh ngược trở ra với Long Quái đến từ vị trí của Hà. Tuy nhiên đi về, mẹ team lùi về rất nhanh, họ né ra tránh rất khéo và quay ngược trở lại ở nhịp sau. Nako cũng đang tạo ra được rất nhiều sát thương, trong khi đó thì Badu cũng mở giao tranh là khá hấp dẫn. Để bây giờ thì Zen có điểm mà cùng thứ ba dành cho mẹ team rồi. Không ai ai khá thấp máu nhưng vẫn đang thoải mái chơi cùng với IAT ở trong tay mình. Zen hết năng lượng, Star vẫn đang ném bom liên tục dù chỉ còn dưới nửa cây. Mẹ team đang đánh rất hợp lý ở trong game thi đấu này. Tỷ số là 3-0 và là ba đường dành cho họ rồi. Khó chịu thực sự, đó là cách đánh của mẹ team. Họ lao ra lao vào rất nhịp nhàng và họ không bao giờ chịu thi đấu gọi là giao tranh thẳng mặt với đội tuyển Vgaming cả. Họ lấy xong một điểm hạ gục, họ cảm thấy lượng máu là không đủ, không muốn end game, quay ngược trở về với ba đường lính siêu cấp. Rõ ràng cái lối đánh, cái khả năng đẩy lính và cái cách đẩy lính đến từ mẹ team là quá khó chịu ở trong ván thi đấu này. Mặc dù điểm hạ gục là 3-0, chỉ là ba điểm hạ gục mà thôi, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được cái cách xử lý đến từ bên phía của mẹ team nó là hoàn hảo đến mức độ như thế nào. Họ lấy trụ một cách rất dễ dàng, họ đẩy lính là quá đều. Vgaming tôi cảm giác là không có khả năng bật ra. Vgaming đang thực sự là rất tù ở trong ván thi đấu này khi họ chưa tìm ra một kẽ hở nào đến từ bên phía của mẹ team để có thể khai thác vào cả. Họ vẫn đang chủ yếu tấn công vào các vị trí lao lên hàng tuyến đầu như là Kawai, như là Zen. Họ vẫn chưa tìm được vào Star và họ vẫn chưa tìm vào được đó là không bài hài. Trước tình huống để mất đi ba đường thì Maris cũng đã tốc biến ra để cố gắng bắt vào Star. Star cũng rất tỉnh táo và vừa rồi Star ném bom để cấu máu Maris. Và ở đây thì đó là một cú địa giặt tốt để chịu cú nhưng Quang Hải quay ngược trở lại cùng với những người đồng đội ở cạnh bên. Đó là sự đoàn kết vốn có của Vgaming. Và trong một tình huống mà mẹ team chủ quan khi họ đang thiếu người mà vẫn dám chơi thì họ đã mất đi hai người rồi. Và đây là cơ hội để cho Vgaming có thể nghĩ đến một điều thần kỳ gì đó ở phút thi đấu thứ 15. Đó là một tình huống mà có lẽ rằng đúng như anh Dũng nói, mẹ team đã chủ quan, họ tưởng rằng đó là một cú địa giáp đẹp đến từ vị trí của Cuckoo. Nhưng đó là một tình huống mà Kawai còn đang ở rất xa, anh ta còn đang mải mê để ở cụm đường trên. Và với việc thiếu người thì đương nhiên rồi, Vgaming không có lý do gì là không đánh cả, đánh thẳng mặt với Việt Nam. Thì chưa chắc là Đài Bắc Trung Hoa đã có thể thắng được đâu. Và đây sẽ là một tình huống lợi thế 5 người đấu với 3 đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming. Chúng ta sẽ có thể ăn được cho mình đó là con tà thần Seiza Quang Hải đã bắt đầu đánh rồi. Nhưng con tà thần Seiza này ăn sẽ phải rất cẩn thận, đối phương còn Star, đối phương còn không bay hai và Vgaming thì đang cố gắng ăn thật nhanh. Đây là một tình huống Seiza dành cho vị trí của Quang Hải và Vgaming lùi về. Đây là quyết định có lẽ là hợp lý rồi, không bay hai đang đứng rất cao nhưng không bay hai sẽ không làm được điều gì cả khi mà mẹ team vẫn đang là thiếu người. Mẹ team quyết định tràn lên nhưng tôi nghĩ rằng với khả năng đào thoát đến từ Tachi cùng với Zuka thì Vgaming sẽ an toàn và trở về nhà thành công mà thôi. Ít nhất là với việc có được con Seiza bạo chúa này thì ván thi đấu cũng sẽ kéo dài hơn với Vgaming để họ có thêm cơ hội tạo ra một điều thần kỳ gì đó với một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Chúng ta vẫn còn nhớ là ở trong trận đấu đầu tiên của mình trước Buram tại giải đấu AIC 2021 thì để mở ra một hành trình hơn 20 ván thắng thì Vgaming cũng đã có một màn lật kèo phải nói là ngoạn mục ở trong một ván đấu mà Nunu đánh Lorion rất khủng khiếp, nhưng rồi sau cùng thì Vgaming vẫn thắng. Và ở trong ván thi đấu này thì sao, đã mất ba đường từ rất sớm nhưng con Seiza bạo chúa này vẫn là một cơ hội gì đó. Vgaming đang cố gắng chắc chiêu đẩy lính lên từ từ nhưng mẹ team cũng vẫn là rất khó chịu, họ cũng không bố trí đầy đủ nhân sự ở con Seiza bạo chúa này. Bắt nhưng đó Star cũng là cơ hội để cho bên phía Vgaming có thể tiến lên và Star đã bị bắt lại bởi Quang Hải rồi. Kẽ hở đã đến dành cho Vgaming. Đội tuyển Vgaming đã bắt được vào vị trí của Star. Star đã có một tình huống di chuyển lỗi và bây giờ thì Vgaming với 5 người nhưng rất đáng tiếc là con tà thần Seiza đã bị clear xong đến từ bên phía của đội tuyển Mad Team. Vgaming không còn khả năng để có thể ép lên nữa, họ đang cố gắng để có thể clear thật nhanh. Mình đó là ba con lính siêu cấp này, với tân lính này tôi nghĩ rằng là Vgaming sẽ có được cho mình ít nhất là hai cái trụ khi mà bên phía Mad Team đang cử cho vị trí của Zen đẩy ở cụm đường trên, chắc chắn là sẽ có hai trụ dành cho Vgaming. Và với hai trụ này thì thế trận về mặt bản đồ cũng như là những góc đứng sinh đến từ Vgaming sẽ có nhiều hơn, sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho Quang Hải và Bird LB. Lấy lại được thế lính ở trong thế thua ba đường như thế này là rất quan trọng, bởi vì nếu như chúng ta cứ liên tục bị đẩy lính vào thì thật sự là đội hình của Vgaming đánh với mấy con chùy rất mệt ở trong thời điểm khoảng gần phút thi đấu thứ 20 như thế này. Nhưng khi chúng ta đẩy được lính lên thì sẽ có cơ hội, đúng là sẽ có cơ hội để giành bắt. Và đội hình của Vgaming lợi hại nhất khi giành bắt với Ryoma, Zuka và cả QC nữa. Chúng ta đã bắt người được thành công để có thể quân bình tỷ số về điểm hạ gục rồi. Và bây giờ thì hãy cùng chờ xem là Vgaming sẽ triển khai tiếp thế trận của game thi đấu này như thế nào đây. Quan trọng là Vgaming phải bắt được người cơ. Còn mẹ team tôi thấy là họ không giao tranh đâu, họ chỉ đẩy lẻ thôi. Họ chỉ cho vị trí của Combine 2 đẩy cục đường dưới, hoặc là Zen hoặc là Kawai sẽ đẩy cục đường trên. Họ
tránh giao tranh tổng với đội tuyển Bgaming mà họ không giao tranh một tình huống nào cả. Và bây giờ thì sẽ là những cơ hội để cho Quang Hải cùng với BudLV có thể có những góc đứng. Và đặc biệt đội tuyển Bgaming cần phải nhắm được vào đó là Star. Nhưng đây là Hoàng Tân, Hoàng Tân tiếp tục biến đi, né được tình huống gạch thành công đến từ mẹ team. Chúng ta đang giao tranh, đây là cú địa giảm không chính xác đến từ Cucu. Bật mưa sa mạc đến từ Marit, sát thương đến từ Bgaming đang là nhiều hơn. Không bay hai đang chưa được bắn, BudLV dí ở vị trí của Kawai. Kawai vẫn bỏ chạy được thành công và Bgaming chưa có thêm được một điểm hạ gục nào cả. Quang Hải đến sau pha vừa rồi cũng là rất đúng bài rồi. Tuy nhiên thì mẹ team họ cẩn thận thật. Họ cứ thấy chủ lực của chúng ta đến cái là ngay lập tức là chạy hết rồi. Và điều đó có lẽ là cũng đã được chuẩn bị ở trong chiến thuật của bên phía mẹ team ở game thi đấu này. Dù sao thì với ba đường lính siêu cấp nó vẫn là quá nhiều lợi thế. Và chúng ta nên biết rằng là theo thời gian thì những con lính càng ngày còn càng khỏe lên. Đây, Quang Hải đi đẩy đường, bây giờ đánh nhau với lính cũng bị lính coi như là bị lính cấu máu rồi còn gì. Khi mà có những tình huống đẩy lên như thế này và lính đánh cũng mất khoảng 1/3, 1/4 cây máu. Dù cả Quang Hải cũng không có đồ để hồi phục. Và nó cũng là những lợi thế vô hình dành cho mẹ team khi mà họ đã lấy được ba đường lính siêu cấp của Bgaming. Bây giờ thì Bgaming đang cố gắng để ép giao tranh, bắt vào Cucu là hơi khó khi Cucu còn cho mình đó là tốc biến, bắn là rất đau đến từ không bài hai. Mẹ team họ sẽ không giao tranh đâu, tôi khẳng định một điều là như vậy. Khi mà Zen luôn luôn đẩy một đường gây khó chịu dành cho Bgaming, bắt đầu clear lính là vất vả hơn đến từ Bgaming rồi. Đội tuyển Bgaming nên cần suy nghĩ tới những món trang bị có thể clear lính tốt hơn, như là Hoàng TD đã có cho mình thanh kiếm vàng đi, hay là Maris có cần thiết phải đổi sang một cái mặt nạ Berit hay không. Tôi nghĩ rằng là nếu cần thiết thì mà Maris có thể đổi sang cái mặt nạ Berit để có thể có khả năng gây sát thương 2% máu và clear những đợt lính là nhanh hơn. Đây là bớt LB bắt đầu một combo là không mất máu lính quá nhiều rồi. Cucu có một tình huống định bắt là bớt LB nhưng đã có tốc biến đến từ chàng trai trẻ tuổi của Bgaming. Không bài 2 vẫn đang đẩy, mẹ team vẫn đang chơi một cái lối chơi là rất khó chịu. Họ cứ từ từ họ đẩy ngược lại thế lính thôi. Họ cũng chả quan tâm đến việc là cần phải đi giao tranh hay là kiểm soát con xe ra bão chúa. Bỏ nguyên con xe ra bão chúa, chả quan tâm. Thế lính mới là thứ mà họ cần. Và bây giờ thì họ lại có thế lính đẩy ngược về phía nhà của Bgaming rồi. Đây sẽ là một thế rất có lợi dành cho XG của Star trong việc giữ vị trí và né khỏi những tình huống bị bắt như vừa rồi. Và đây cũng là một thế khiến cho Bgaming gặp rất nhiều khó khăn nếu như muốn tiến ra hang xe ra bạo chúa. Và đây là một tình huống như vậy, mẹ team chỉ đứng để có thể dính bắt Bgaming trong đường ra mà thôi. Và Bgaming rất khó khăn để có thể tiếp cận được vào một khu vực mà nếu như chúng ta cầm máy của một thành viên bên phía Bgaming nó sẽ là tối om. Năm thành viên của mẹ team đánh rất khó chịu. Nếu như 5 người này là 5 người Việt Nam, tôi nghĩ chắc chắn tình huống vừa rồi là mẹ team sẽ lao lên. Bởi vì hỏa bạo đến từ những của Star đã cấu đi nửa cây máu của Maris và Hoàng TD. Nhưng mẹ team họ vẫn không lao lên, mặc dù họ đã có lợi thế về máu. Con tà thần xê ra thứ hai dành cho bên phía của đội tuyển mẹ team. Đây sẽ là một con tà thần xê ra cực kỳ nguy hiểm dành cho Bgaming. Liệu rằng Bgaming có thể có khả năng clear được con tà thần xê ra này hay không đây? Đội tuyển mẹ team tôi nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại họ sẽ bắt đầu đánh nhau. Họ sẽ tận dụng lợi thế của con tà thần xê ra. Có thể coi đây là một vị tướng thứ 6 trong đội hình của Metim. Cơ hội để có thể phòng ngự được của Bgaming ở trong pha thi đấu này nếu như cứ để sẽ ra đẩy lên được là không nhiều. Vì thế mà họ cần phải tạo ra một sự đột biến và họ đã tiến thẳng lên rồi. Muốn bắt vào Star nhưng lần này thì Star đã chạy được. Star vẫn đánh rất kinh nghiệm và vẫn rất hay ở khu vực đường giữa. Và như vậy thì sẽ là một thế giao tranh bất lợi dành cho bên phía của Bgaming. Vẫn đang cố gắng xả sát thương nhưng một người quá thấp máu, người đó lại là Maris, một chủ lực ra đi rồi. Sau đó là bão phi tiêu quá nhiều dinh dưỡng đến từ không bài hai. Không ai cản lại được nhịp xoay vừa rồi của không bài hai, nhưng không bài hai vẫn đang thấp máu và Zen tiến lên tiếp theo. Cuối cùng thì An cũng đã bị hạ gục rồi. Và đó cũng là những người cuối cùng của Bgaming nằm xuống ở trong ván thi đấu đầu tiên của họ tại AIC 2022. Như vậy là hành trình AIC 2022 của Bgaming mở đầu với một thất thủ trước đội tuyển Mad Team ở phút thi đấu thứ 21 này. Một ván đấu mà Mad Team đã cho thấy một lối chơi di chuyển chiến thuật là quá khó chịu và giành chiến thắng trước Bgaming đầy thuyết phục về sự tinh quái của họ. Có lẽ sau 21 phút thì tình huống giao tranh cuối cùng vừa rồi nó gần như là tình huống giao tranh đầu tiên của trận thi đấu này năm đầu năm. Khi chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là mẹ team họ đánh phải nói rằng là khó chịu quá. Họ đẩy được đường của chúng ta, họ kiểm soát được phần rừng của Bgaming. Họ cứ thế họ từ từ đẩy vào lấy cho mình đó là ba đường siêu cấp. Và họ thậm chí là có ba đường siêu cấp rồi, họ cũng không muốn giao tranh. Có tà thần xê ra, thậm chí là đến giai đoạn tình huống cuối cùng vừa rồi, đó là một tình huống mà Maris buộc lòng phải lao lên thôi, buộc lòng phải chủ động. Bởi vì nếu như để con tà thần xê ra tiến vào phần nhà của Bgaming thì tôi nghĩ rằng trận thi đấu này thậm chí là Bgaming còn chưa được đánh nhau thì mẹ team sẽ kết thúc trận thi đấu. Và Star quả thật là một sự bổ sung chất lượng của bên phía đội hình của đội tuyển mẹ team. So với mùa giải cuối năm 2021 thì Star cùng với Kawai là hai cái tên đổi khác so với Zuzong và Bobo ngày đấy. Và hai cái tên đó cũng đã tạo ra khá nhiều sự khác biệt. Ngoài một lần bị bắt thì Star giữ vị trí cũng như là check map
và tạo ra áp lực ở những đường giai đoạn đi đường là rất ổn để Mad Team thắng thế, lấy được nhiều trụ. Và đến giai đoạn sau, Star biết mình là mục tiêu bị bắt nên cũng đã thi đấu một cách đầy cẩn trọng, và trong tình huống cuối cùng Star check ra được vị trí của Quang Hải trước, chúng ta lao vào và cũng không bắt được XG. Và để rồi sau cùng thì đó là một thế giao tranh mà lúc đấy là buộc phải đánh thôi, vì Gaming cũng hiểu rằng là cơ hội của mình không nhiều nữa rồi nên cố gắng lao lên. Nhưng Mad Team vẫn bình tĩnh, họ giữ một cái đầu rất lạnh trong xuyên suốt toàn bộ game thi đấu này, không cho đội hình của Vgaming có bất kỳ một cơ hội giao tranh có lợi nào. Rõ ràng là với thế buộc phải đánh và một chất tướng không quá mạnh ở trong đoạn cuối trận của Vgaming thì cái tình huống này, đây là cái tình huống giao tranh chúng ta đang được xem lại ở trong những cái giây phút cuối cùng, thì đội tuyển Vgaming đã không đủ sát thương với những cái vị tướng như kiểu là Zuka rồi Ryoma rồi Joker. Mỗi một thành viên của Mad Team chỉ còn lại cho mình đó là một chút máu mà thôi, nhưng rõ ràng là về mặt thiếu hụt sát thương đến từ đội hình của Vgaming đã khiến cho đại diện đến từ Việt Nam không có được một chiến thắng, chính xác là một giao tranh chiến thắng. Nhưng phải công bằng mà nói thì Mad Team đã có một trận thi đấu cực kỳ khó chịu, cực kỳ hay. Chúng ta có thể nhìn thấy được cách đẩy lính của Mad Team khi mà họ lấy được một đường siêu cấp là như thế nào. Họ chia một cái thế trận đó là 1-2-2, hai người ở khu vực đường giữa, hai người ở khu vực đường dưới, đẩy cùng một tên lính vào. Và khi mà Vgaming chia người ra để phòng thủ đường dưới thì chúng ta mất đường giữa, và sau khi chúng ta thủ được cái đường dưới xong thì lại một tên lính đường giữa đã lại đẩy lên, và chúng ta lại mất thêm một lần nữa để có thể clear được cái tên lính khu vực đường dưới. Và khi mà tên lính đường dưới nó đã tràn vào những con xe nó quá là trâu máu rồi thì khi đó việc nhiệm vụ đơn giản của đội tuyển Mad Team đó là họ phá trụ. Họ phá trụ xong họ cũng không giao tranh với chúng ta, họ lao lên, họ thấy yếu máu họ lại chạy về. Rất khó chịu đến từ đội tuyển Mad Team. Và với lựa chọn một đội hình mà không có những vị tướng quá mạnh trong cuối trận thì cũng đã một phần khiến cho Vgaming không thể có được cho mình những chiến thắng ở trong những pha giao tranh. Và pha giao tranh cuối cùng là một pha giao tranh có thể nói rằng là buộc Marit phải tốc biến lên, phải bão lá, buộc Vgaming phải lao lên, phải đánh nhau. Và trong một cái thế trận hơi dướn như vậy thì tôi có cảm giác rằng là đánh một cái tình huống mà bạn cố gắng để tấn công sau một đội hình mang nặng cái tính phòng thủ đến từ Mad Team, nhỏ luôn luôn là đội tuyển có lợi thôi. Đúng là ở giai đoạn 1 của vòng bảng như thế này thì chúng ta vẫn nói với nhau rằng là kết quả thì nó cũng không phải là quá ý nghĩa. Khi đến giai đoạn 2 thì mọi thứ lại reset lại từ đầu, và ở bảng D này thì có Nexrua thông qua trận thua trước Mad Team thì họ cũng không phải là một cái gì đó quá ghê gớm và hoàn toàn có thể tin tưởng Vgaming vượt qua giai đoạn 1 một cách dễ dàng. Nhưng cũng có đâu đó là bắt đầu những sự lo lắng rồi khi mà ở bảng đấu này còn là Bacon nữa. Và đến giai đoạn 2 thì ba cái tên mà chúng ta vừa nói với nhau, Bacon, Vgaming cùng với Mad Team sẽ cạnh tranh cho hai tấm vé đi tiếp vào vòng playoff thôi. Và khi đã để thua Mad Team, và cái quan trọng là cách thua, thì Mad Team cũng cho chúng ta một cái sự tâm phục khẩu phục nhất định bằng cái lối di chuyển tinh quái của họ. Đó vẫn là những cái chất của Mad Team, đó vẫn là những cái chất mà Mad Team đã nhiều lần khiến cho nhiều đối thủ, nhiều đội tuyển của League Mobile Việt Nam phải ôm hận rồi. Và trong trận đấu với Vgaming này thì họ cũng đã trả được phần nào là món nợ đã vay tại vòng bảng của AIC 2021. Rõ ràng là Mad Team đánh quốc tế nó vẫn sẽ là một cái bộ mặt rất là khác, đúng không anh Dũng? Khi mà cái màn thể hiện của họ là rất ổn ở trong ván thi đấu với đội tuyển Vgaming. Thực ra cái vấn đề mà tôi nhìn thấy được của đội tuyển Vgaming ở trong trận thi đấu này nó nằm ở Han. Khi mà từ đầu trận đến giai đoạn giữa trận là gần như Han không có khả năng dắt được vị trí của Marist đi. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là ban Doom trong tay của Cucu liên tục là dắt được vị trí của Star xuống khu vực đường dưới, liên tục ném hỏa bạo như thế thì tôi không nghĩ rằng có một con Joker nào có thể thở được quá vài phút ở khu vực phần đường của mình. Và sau đó thì đơn giản nhiệm vụ 0-3-2 đó là phá trụ. Họ cứ làm như vậy, họ cứ lặp lại một cái quy trình, đó là Cucu đẩy lính, Cucu dắt Star đi, Star xuống ném hỏa bạo, thế thôi. Còn với Marit của chúng ta thì Marit cứ phải đi một cái vòng bùa xanh rất là sâu, thậm chí là có những tình huống anh ấy muốn ganh, anh ta đi một cái vòng từ trụ đến những cái bụi ở sát khu vực đường dưới. Nhưng những tình huống như thế thì cũng không làm khó được Mad Team, và cái đường về của Marit nó cũng sẽ là rất dài. Và khi mà một cái thế trận mà Star đi một đường ngắn, anh ta cũng tận dụng được cái hỏa bạo của mình, thì Hoàng TD không được thở ở khu vực đường dưới. Và từ đường dưới cho đến lúc mà Hoàng TD đổi đường của khu vực đường trên thì cũng vẫn sẽ là một thế trận như vậy. Star anh ta cứ được Cucu dặn trước, anh ta đi trước thôi, và cứ thế là một thế trận mà bên phía đội tuyển Mad Team kiểm soát, họ kiểm soát luôn cả phần rừng của Vgaming. Vgaming không có khả năng để có thể bước qua được cái phần đường để có thể hỗ trợ cho vị trí của Hoàng TD. Trận thi đấu này là một trận thi đấu Marist không thể di chuyển được, Han thì lại quá tù với con bài Tai Chi, không có khả năng đánh thắng được lại cả Bandung. Và đấy là một phần lý do tại sao mà Mad Team có một cái thế trận kiểm soát nó là dễ dàng đến như vậy. Và rõ ràng phần cấm và chọn
đến từ bên phía đội tuyển VGaming, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ cần phải xem xét lại về việc cặp đôi Joker Tachi liệu rằng là đã làm tốt so với cả Bandung Hayate cùng với XG chưa. Và ở khu vực đường giữa thì Star chênh lệch đến 100.000 sát thương so với Maris ở vị trí bên kia, một lượng sát thương lên đến gần 200.000 trong bối cảnh mà sát thương của Hayate cũng được khoảng đâu đó có 100.000 thôi. Nó là một lượng sát thương cực kỳ khác bọt đến từ Star. Nhìn sát thương thì anh có thể hình dung được là Maris không được chơi và Star là được chơi như thế nào. Chứ còn tôi nghĩ rằng là với cái khả năng đánh của Maris thì không thể anh chàng này có một cái lượng sát thương lớn đến như thế được. Bởi vì từ đoạn đầu trận đến đoạn giữa trận là Maris chẳng được đánh nhau một tình huống nào cả. Còn với Star thì anh ta đơn giản lắm, ném hỏa bạo đã có vài nghìn sát thương rồi. Cho nên là lượng sát thương đến từ Star là rất lớn. Mạng xã hội của Star là Star0520, hình như đây là mạng Instagram thì phải. Instagram anh ấy cũng là MVP ở trong game thi đấu này. Và thêm một lần nữa tôi muốn khẳng định rằng là sự quay trở lại này của Star không phải là một sự quay trở lại mang tính hoài niệm hay hoài cổ gì cả, mà nó mang tính hiện tại khi mà Star đánh rất tốt ở trong những trận đấu đầu tiên của Mad Team ở mùa giải AIC năm 2022 này. Và Madrid năm 2021 đánh thắng Bobo, đánh thắng Mad Team ở vòng bảng, nhưng đối đầu với Star thì chúng ta đã thấy là sát thương cũng chỉ bằng một nửa mà thôi. Một trận thi đấu có lẽ là đem lại nhiều bài học dành cho đội tuyển VGaming. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần phỏng vấn, một phần phỏng vấn một thành viên của đội tuyển VGaming. Hãy cùng xem VGaming nói gì sau trận thua vừa rồi. Đây là AIC 2022, cùng mình là Kim Ngân. Xin chào tất cả các bạn. Cũng một khoảng thời gian rồi VGaming mới quay trở lại đấu trường quốc tế. Rất tiếc là trong trận thi đấu vừa rồi các bạn ấy đã không giành được chiến thắng. Tuy nhiên đó mới chỉ là trận thi đấu đầu tiên thôi. Chúng ta không nên quá tiêu cực về kết quả lần này. Còn bây giờ thì hãy cùng Kim Ngân làm một màn phỏng vấn nhỏ với Bớt LB nhé. Xin chào Bớt LB. Trước hết thì chắc là bạn hãy gửi một lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Trong trận thi đấu vừa rồi thì các bạn đã sử dụng những con tướng khá là mạnh, tuy nhiên lại để cho đối thủ lấn át khá nhiều ở giữa đầu trận đấu. Không biết lý do ở đây là gì vậy ạ? Bọn mình cũng sử dụng vị tướng khá mạnh, nhưng mà độ gắn kết giữa các thành viên với lại hướng di chuyển hơi sai, nên là đối phương tận dụng lỗ sai của mình và khác thế nào. Là do đối phương đã khai thác được điểm yếu của các bạn đúng không ạ? Vậy thì tại mùa giải AIC 2021, các bạn đã có được một chuỗi thắng khá là ấn tượng. Không biết điều đó có khiến cho các bạn cảm thấy áp lực tại mùa giải năm nay không ạ? Tại mùa giải cũ thì mục tiêu ban đầu của mình cũng không phải là chuỗi thắng, và đến mùa giải hiện tại cũng vậy, nên là không phải áp lực cho bọn mình. Bọn mình không đặt thẳng vấn đề là phải chuỗi thắng kéo dài bao nhiêu. Vậy thì trong mùa giải lần này áp lực của các bạn là gì vậy ạ? Áp lực của mình chắc là... một câu hỏi khá là khó đúng không? Vậy thì vào 8 giờ 15 tối nay các bạn sẽ có một trận đối đầu với Bacon Time, đội tuyển đã từng là nhà vô địch của RBL Thái Lan mùa hè vừa rồi. Không biết là ai sẽ là tuyển thủ mà các bạn cảm thấy là mình cần phải lưu tâm nhiều nhất? Theo em thì thứ mà cần phải lưu tâm nhiều nhất có lẽ là kiểu một đội tuyển chứ không phải một tập thể, chứ không phải là một cá nhân, nên là bọn em sẽ chú ý vào lô đánh tổng thể của Bacon hơn là một cá nhân. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn. Và cũng xin chúc cho các bạn có thể bứt phá mạnh mẽ trong những trận thi đấu sắp tới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo,